Nóng rồi đi live stream ở bãi cho rực rỡ. Các bác chia sẻ nhiều giúp em nhé. Bác nào mà chia sẻ nhiều thì các bác cứ chụp ảnh màn hình lại thôi em ấy ạ. Em sẽ có cái phần quà gửi tặng các bác. Bác nào mà chia sẻ nhiều nhất ấy ạ. Rất nhiều luôn các bác nhé. Bác nào mà cần máy mini, máy mini thì có. Xin chào 80 người đang xem nhá. Có Vio 30-5, 30-1, Comat 30. Rất là nhiều các bác nhá. Các bác cần máy nào các bác cứ comment phía dưới nhá, thì em sẽ hỗ trợ các bác. Xin chào anh Nguyễn Văn Thưởng nhá. Xin chào anh ngày ấy đâu rồi nhá. PC30U. Xin chào 90 người đang xem nhá. Xin chào anh Trang Hoàng Nguyễn nhá. Các bác like và chia sẻ giúp em nhá. Bác nào xích quốc cao su, máy móc rất là khô luôn các bác nhá. Máy móc rất khô luôn. Đầm bẹ. Các bác cần xem con nào thì các bác cứ comment ở phía dưới nhá, cho em nhé. Xin chào anh Hiếu Đô. Xin chào 90 người đang xem nhá. Thì bác nào mà cần xem chi tiết thì cũng có thể là xem ở cái kênh YouTube của em nhé. Xin chào 100 người đang xem. Em có con SK30. Xin chào 110 người. Có chia sẻ giúp em đi ạ. Rất nhiều luôn. Đây đằng trước các bác là một dàn SK70. Chắc là cũng rất nhiều bác quan tâm đến dòng SK70. Ngày hôm qua bọn em về 18 con. Chào 100 người đang xem nhá. Rất là nhiều máy các bạn. Có một con SK03N2 mới về hôm qua. Quang có live stream cho các bạn. Chào anh Hiền Lê nhá. Xin chào 60 người đang xem nhá. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Xin chào anh Nguyễn Văn Thưởng. Hôm nay có vẻ mọi người đi chơi hết hay sao ấy. Chả thấy ai xem. Xin chào 70 người đang xem nhá. Máy về rất nhiều, rất là bừa bộn các bạn.
các bác cứ cần con gì thì các bác cứ comment phía dưới giúp em nhé, em sẽ quay cho các bác xem. Bãi em rất nhiều nên là có rất nhiều loại, từ máy 30, 30, 35, 12, 30, 35, 45, 50 rất là nhiều ạ, 60 rồi từ đến cao nhất là đến máy 135. Chào 50 người đang xem nhé. Xin chào 60 người đang xem nhé. Sumi F2 03 có không anh? Gầu 03 đúng không anh? Em có Sumitomo máy 75. Nhưng mà nó là cần kỹ thuật. Xin chào 80 người đang xem nhé. Các bác nào cần xem chi tiết thì có thể các bác xem ở cái kênh YouTube này cũng có các bác nhé. Sẽ có cái hoạt động của con 75. Chào anh Quách Triển nhá. Xin chào 90 người đang xem nhá. Xin chào anh Phạm Thiện. 70, 75 bọn em rất nhiều. Bây giờ em sẽ dừng cái livestream của em, sẽ đi quay và sau đó thì em sẽ buổi tối em sẽ livestream lại trên trên bằng máy tính trên bếp thì mọi người sẽ xem nó sẽ hợp lý hơn, vì hình như bây giờ là mọi người vẫn còn đang đi làm nên là công việc mà theo dõi nó sẽ bị hạn chế. Nên là em xin tạm dừng livestream đây nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin chào các bác nhé.